mong sống trong tình thương. Nhờ tình thương người dương thế biết ta thờ kính Chúa trên trời cao. Tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Thi Thiên 118 câu thứ 24 và 25. Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Đức Giê-hô-va ôi xin hãy cứu, Đức Giê-hô-va ôi xin ban cho chúng tôi được thới thạnh. Đức Giê-hô-va ôi xin hãy cứu. Trong tiếng của con dân Chúa ngày xưa là Hosanna. Hosanna, Đức Giê-hô-va ơi xin hãy cứu. Hosanna, Hosanna, chốn cao hiển vinh. Chúng ta cùng nhau ca ngợi Chúa, tung hô Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna trên cao hiển vinh. Hosanna, Hosanna, Hosanna trên trời cao. Hosanna.
trên trời cao vời. Chúng con xin dâng Cha mến yêu trên trời rất cao vời. Tiếng hát yêu thương suy tồn đến muôn đời. Xin Chúa ban thiên ân đến trên từng lời hát mà chúng con xin dâng hiến lên Cha giờ này. Cho nên yêu trên trời rất cao vời, tiếng hát yêu thương suy tồn đến muôn đời. Mình ngài ban thiên ân đến trên từng lời hát ca ngợi, mà lòng con xin dâng hiến lên Cha trí là Đức Chúa Trời tôi sẽ tôn cao Ngài, chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng. Hàng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, lời nghe đến Chúa đến đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay, sự cao cả Ngài không thể dò xét được. Dòng đời này sẽ cao một công việc Chúa cho đời đời.
tôi sẽ suy gẫm về sự tôn vinh oai nghi rực rỡ của Chúa và về công việc lạ lùng của Ngài. Người ta sẽ nói ra sự năng lực về việc đáng kính của Chúa, còn tôi sẽ rao truyền sự cao cả của Chúa. Người ta sẽ truyền ra kỷ niệm về sự nhân từ lớn của Chúa và hát lớn lên sự công bình Chúa. Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên. Hỡi Đức Giê-hô-va, các công việc Ngài sẽ ngợi khen Ngài, những người thảo Ngài cũng sẽ chúc tụng Ngài. Họ sẽ nói về vinh hiển nước Chúa, thuật lại quyền năng của Chúa. Nước Chúa là nước có đời đời, quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời. Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sang nhà và sự nay lại mọi người thông thông. Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa. Chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo thì. Chúa sẽ lại ra làm cho mọi người sống. Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài. Hãy làm ơn trong mọi công việc Ngài. Đức Giê-hô-va ơn ơn mọi người có lòng Ngài, Đức ơn ơn mọi người có lòng thành thực có lòng Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài, cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu cho. Đức Giê-hô-va bảo hộ những kẻ yêu mến Ngài, sống vì những kẻ ác. Chúng ta đọc chung với nhau câu cuối cùng. Miệng tôi sẽ đồn ra sự ngợi khen Đức Giê-hô-va. Nguyện cả loài xác thịt chúc tụng danh thánh của Ngài cho đến đời đời vô cùng. Lạy Chúa, xin đến cai trị lòng con. Cầu Chúa đổi mới tâm này làm cho cuộc đời tươi mãi. Lạy Chúa, xin đến cai trị lòng con, xin dâng lên Ngài. Cầu Chúa đổi mới tâm này làm cho cuộc đời tươi mãi. Lửa thiêng Ngài nhem đốt cháy, rằng ơi đang bùng lên trong mỗi hồn người. Xin thần linh mau đến giúp lòng chúng con.
ra giờ thờ phượng này là một lời cầu nguyện. Xin mỗi người hát lời cầu nguyện này từ nơi đáy lòng của mình. Cầu xin Thiên Chúa chi ái phủ kín lòng bằng tình yêu thương không đổi dời. Xin Thiên Chúa
Chính là Chúa Giêsu xin đến ngự vào mỗi tâm hồn chúng con, là những con chiên của Chúa. Giờ này chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Hội Thánh mở lời Chúa trong thơ Timôthê thứ nhất, chương 6, câu 17 cho đến câu thứ 19. Timôthê thứ nhất, chương 6. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mọi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Kính chào tất cả quý vị. Rất vui cùng thờ phượng Chúa với quý vị buổi sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay chúng ta nói một cái đề tài rất là thực tế mà Thánh Kinh dạy cho chúng ta. Tất cả những gì quý vị đang có ở trong tay, đó là những điều Chúa cho chúng ta. Và Chúa muốn quý vị dùng tất cả những gì mà Chúa đang giao ở trong tay chúng ta làm lợi ra cho Chúa. Có người giỏi về hát, có tài hát, ca hát, hãy hát để làm rạng danh Chúa. Có người giỏi về sổ sách, hãy làm sổ sách để rạng danh Chúa. Có người Chúa cho ăn nói giỏi để làm rạng danh Chúa. Có những người vẽ giỏi, hãy vẽ để làm sáng danh Chúa. Mỗi chúng ta là một người quản lý, là một người quản gia ở trước mặt Chúa. Thì giờ, tài năng, tiền bạc, cơ hội là những điều Chúa giao cho chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta làm thế nào làm lợi ra cho nước của Chúa ở trên trời. Chúa dùng tiền để thử chúng ta, coi chúng ta trung tín như thế nào. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng học qua hai phần. Phần thứ nhất nói về những vấn đề tiêu cực liên quan tới vấn đề tiền bạc, và sau đó là những vấn đề tích cực mà tiền bạc mang tới trong rao giảng phúc âm của Chúa. Tất cả quý vị lấy cái tờ giảng bài giảng ra cũng sẽ dễ cho quý vị theo dõi trong cái bài giảng buổi sáng hôm nay. Phần thứ nhất Chúa nói về vấn đề tránh xa những cái cạm bẫy về tiền bạc. Chúng ta cùng nhau đọc chung Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu thứ 9 và câu thứ 10. Chúng ta đọc cách chậm rãi, rập rèn. Những ai ham giàu có thì rơi vào sự cám dỗ, mắc vào cạm bẫy, xa vào những ham muốn dại dột và nguy hại. Lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Khoanh tròn cái chữ cạm bẫy, khoanh tròn cái chữ lòng tham tiền bạc. Ở tại đây Chúa cho chúng ta biết rằng cội rễ của điều ác không phải là tiền bạc, mà cội rễ của điều ác là gì? Lòng tham tiền, ham tiền, mê tiền. Chúa nói rằng chúng ta phải dùng tiền để cứu trợ, để giúp người khác. Quý vị phải thương người, dùng tiền và thương người. Nhưng mà khi mà chúng ta mê tiền đó, ngược lại, chúng ta mê đắm tiền rồi, chúng ta sẽ lạm dụng người, chúng ta sẽ bóc lột con người. Kinh Thánh cho chúng ta biết có ba cái cạm bẫy về tiền bạc. Nếu mà quý vị mê tiền, coi tiền là cái số một ở trong cuộc đời mình đó, thì là, thưa quý vị, chuyện đầu tiên quý vị sẽ đổi tánh tình. Quý vị sẽ coi thường sức khỏe, quý vị sẽ gạt bỏ đi những cái giá trị, gạt bỏ đi tình người, bỏ vợ, bỏ con, bỏ đi tất cả những danh tiếng tốt khi mà tiền là cái ông chủ của cuộc đời của mình. Sau đây là ba cái bẫy mà Chúa cho chúng ta biết về tiền bạc. Thứ nhất, đây là những cái quan niệm sai lầm. Có người nghĩ rằng mình có nhiều tiền đó thì mình sẽ có nhiều hạnh phúc. Điền vô cái chỗ trống chữ hạnh phúc. Mình có nhiều tiền thì mình sẽ được nhiều hạnh phúc. Đó là cái bẫy đầu tiên. Khi mà mình mua được chiếc xe mới á, nó rất là thơm.
nó ngồi rất là êm, cái tiếng máy nó làm cho mình rất là đã. Nhưng mà thưa quý vị, chỉ trong một thời gian ngắn thôi, rồi chừng 6 tháng thôi là nó trở về bình thường lại. Mình không có còn hứng thú cái chiếc xe mới giống như mình lúc đầu về nó nữa. Rồi bắt đầu cái chiếc xe mới đời khác bắt đầu vô, thì mình bắt đầu chú ý vô cái đời mới hơn. Điều đó cho chúng ta thấy vật chất á, không có cho chúng ta hạnh phúc, nó chỉ ngắn thôi. Và quý vị biết tại sao không? Tại vì cái đồ vật á, nó không bao giờ thay đổi, nó chỉ đứng chỗ hoặc là nó sẽ càng ngày nó càng cũ hơn. Giống như bộ quần áo mà quý vị yêu thích, giống như là cái chiếc xe chúng ta yêu thích, cái nhà chúng ta yêu thích, một thời gian sau mình muốn gì? Muốn làm tân trang nó lại, làm sao cho nó mới lại mới được. Nó đồ vật chỉ làm tạm thời mà thôi. Truyền đạo đoạn 5 câu thứ 10 rất là hay, Kinh Thánh nói cái vấn đề này: người ham tiền bạc có bao nhiêu tiền bạc cũng không đủ. Có nghĩa là quý vị biết mấy ông tỷ phú á, những nhà báo hỏi mấy ông đó, có bao nhiêu tiền ông mới thấy đủ? Thêm một chút xíu nữa, tôi muốn có thêm một chút xíu nữa, không bao giờ mà thấy đủ hết. Rồi người ham của cải lợi nhuận mấy cũng chẳng vừa lòng, đúng không? Chúa nói là của cải càng nhiều càng lắm người ăn. Có nghĩa là gì nè? Khi mà quý vị mới tới Mỹ đó, mình mơ ước mình có được cái nhà, mình có được cái máy giặt mới. Bây giờ quý vị đã có máy giặt rồi, bây giờ quý vị đã có nhà rồi, quý vị phải gì? Phải nuôi thêm hãng insurance, phải mua insurance, mua thêm tiền bảo trì, mua thêm cái đồ để đánh bóng nữa. Thêm, mình càng thêm nhiều tiền, càng thêm nhiều đồ, mình càng nuôi nhiều lắm miệng ăn. Đó là ý của Chúa nói tại đây. Đó là nhớ cái bẫy thứ nhất: nhiều tiền không có mang tới hạnh phúc. Thứ nhì, cái bẫy thứ nhì đó là nhiều tiền nghĩ rằng mình có giá trị hơn người. Có người, người mà nói nghĩ như thế này đó, họ nói rằng cái giá trị của con người dựa tới cái tiền lương của mình. Và nếu mình có nhiều tiền đó thì mình nói người khác sẽ nghe. Mình có nhiều tiền đó mình sẽ có quyền hành hơn người khác, mình sẽ được nổi tiếng hơn người khác. Người này chủ trương rằng là mình bận đồ hiệu đó, người ta sẽ yêu thích mình hơn. Nhưng mà thưa quý vị, Chúa cảnh cáo cho chúng ta biết tiền bạc và tánh tình, thưa quý vị, hai điều khác nhau hoàn toàn. Có những người đánh tennis rất giỏi, chửi trọng tài, đánh trọng tài, cái đó tiền bạc, rõ ràng tiền bạc với tánh tình, giá trị con người mình hai điều rất là khác nhau. Lời Chúa nói trong Luca chương thứ 12 như thế này: hãy cẩn thận đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con không cốt tại của cải mình dư dật. Giá trị của cuộc đời mình không có phải tại cái tiền lương của mình, không phải tại cái đồng tiền của mình. Người tốt lúc nào cũng tốt, giàu nghèo, giàu giàu gì họ cũng tốt. Còn người giàu không hẳn là người đó tốt. Mình cần phải coi lại, xét lại. Đừng lầm lẫn giữa giá trị con người và giá trị của đồng tiền. Những điều mình có khác với những tâm tánh của mình. Cái đó là quan điểm sai lầm. Quan điểm sai lầm thứ nhất, nhớ rằng họ nghĩ, có người nghĩ rằng có tiền nhiều sẽ hạnh phúc nhiều. Thưa không. Quan niệm sai lầm thứ nhì nói rằng có tiền nhiều mình sẽ có giá trị hơn người khác. Không hẳn đúng như vậy. Và thứ ba, cái bẫy thứ ba đó là họ nghĩ rằng có tiền nhiều đó sẽ bảo đảm cuộc đời của mình. Có tiền nhiều sẽ bảo đảm cuộc đời của mình. Thực tế, có tiền nhiều càng lo lắng nhiều, càng sợ nhiều. Quý vị có tiền ít á, mà quý vị mất tiền á, thì mình lo lắng ít. Cái người mà có tiền nhiều mà mất tiền á, nhiều quá thì gì? Lo lắng nhiều, lo sợ nhiều. Và thưa quý vị, cái người mà lo lắng nhiều, họ mua nhiều thứ, họ phải bảo trì, họ phải lo đánh bóng, mua bảo hiểm. Cuộc đời rất là phức tạp. Cho nên
Quý vị cần sống đơn giản, mình con cái của Chúa, mình cần sống đơn giản, chứ không phải suốt cuộc đời chỉ gán lo kìm kiếm tiền, mua sắm đồ vật. Nếu mà không cẩn thận đó, suốt cuộc đời của quý vị chỉ lo chỉ đánh bóng thôi, mấy cái đồ vật mà mình mua. Tôi muốn nói với quý vị điều này. Mưa bão vừa rồi đó, đến ở Cali rất là nhiều. Tôi không bao giờ lo cái căn nhà thứ hai, căn nhà vê kế sanh tôi trên núi nó bị sạt lở hết. Tại vì tôi không có căn nhà trên đó. Tôi không có căn nhà thứ hai. Tôi không bao giờ mà sợ người ta chặt tay mình giật cái đồng hồ Rolex hết trơn á. Tại vì tôi không bao giờ đeo đồng hồ. Bây giờ Chúa cho có cái cell phone đồng hồ có đó rồi, không cần lo. Nhớ, sống đơn giản. Sống đơn giản. Lời Chúa nói như thế này. Quý vị còn đọc để nhớ cái câu Kinh Thánh rất là hay trong Châm Ngôn chương thứ 23. Đừng lao khổ để làm giàu, hãy sáng suốt đủ để dừng lại. Vì khi con chớp mắt nhìn sự giàu sang, thì nó đã bay mất rồi. Nó thình lình mọc cánh bay bổng lên trời như chim ưng. Bản Kinh Thánh hiện đại nói thế này: đừng nhọc công khổ trí mà làm giàu, giàu có phù du hết rất mau, như phụng hoàng vỗ cánh tung trời bay mất. Quý vị thấy không? Quý vị chú ý không, cái tờ một đồng của Mỹ có hình có ngó đây, thấy không? Cái cánh rất là lớn, quý vị thấy không? Chúa nói là gì? Tiền có cánh, mất rất là lẹ, bay rất là lẹ. Qua trong đêm mình không ngờ rằng tất cả những số tiền mình đã bay mất không còn gì hết. Cho nên nhớ, đừng có dựa vào tiền, đừng có tin cậy vào tiền. Tất cả những gì vật chất một mai này nó sẽ mất đi, tất cả gì vật chất nó sẽ vụt khỏi tầm tay của chúng ta. Có thể vì thiên tai, có thể vì bão lụt, có thể vì hỏa hoạn, trăm ngàn cách ra vượt ra khỏi tầm tay chúng ta. Có một điều mà không bao giờ còn đời đời đó là mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta là con cái của Chúa, không bao giờ mất, không bao giờ mà mất vì cớ mình là con cái của Chúa. Người giàu, người nghèo đều bệnh tật hết. Người giàu, người nghèo đều sẽ có người thân qua đời hết. Cho nên tiền bạc không có bảo đảm được cuộc đời của mình, cuộc đời của chúng ta. Ba cái bẫy, nhớ. Nghĩ rằng có tiền nhiều mình sẽ hạnh phúc, thưa không. Nghĩ rằng mình có tiền nhiều mình sẽ có giá trị hơn người khác, thưa không. Nghĩ rằng mình có tiền nhiều, tiền sẽ bảo đảm cuộc đời mình, Kinh Thánh cũng cho biết không bao giờ. Và đó là ba cái điều tiêu cực mà Thánh Kinh cho chúng ta biết. Bây giờ tới vấn đề tích cực. Quý vị biết Chúa ban cho chúng ta tiền bạc có mục đích rõ ràng. Và Chúa muốn thử coi chúng ta mình có phải là người quản gia trung tín ở trước mặt Chúa hay không. Và Ngài giao cho chúng ta, có quý vị làm tiền nhiều, có quý vị làm tiền ít, tất cả những điều Chúa giao cho chúng ta là một phương tiện, là một đồ dùng. Và Chúa cho chúng ta biết khi chúng ta còn sống trên đời này, Chúa cho chúng ta 5 mục đích. Trong tờ chương trình của quý vị mặc đầu đều ghi 5 cái mục đích đó. Dựa vào điều răn lớn và mạng lệnh lớn, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đó là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Không có điều răn nào lớn hơn cái điều răn này. Ý nói tới đây là mục đích của đời sống. Điều răn thứ nhì, ngươi hãy yêu người lân cận như mình. Mạng lệnh lớn, Chúa nói hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, khiến muôn dân trở nên môn đệ ta, làm chứng, chứng đạo, truyền giảng, truyền giáo, nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tim cho họ. Hội thánh của chúng ta mỗi năm đều có 2 lần, và đặc biệt phục sinh, Chúa Nhật phục sinh 21 tây chúng ta sẽ có lễ báp tim cho các tân tín hữu, và dạy họ giữ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Học Kinh Thánh, phải biết hết quyển Kinh Thánh. Đó là lý do tại sao quý vị bước vô trong nhà thờ này lúc nào cũng
trong tất cả các nhóm nhỏ, trong tất cả các sinh hoạt đều có học hỏi lời Chúa, đều khích lệ cho quý vị đọc Kinh Thánh, chỉ cho quý vị cách học lời của Chúa. Timôthê thứ nhất đoạn 6, hồi nãy ông Mục Sư Lý có đọc, nói rằng hãy khuyên bảo những người giàu phải làm việc thiện, làm những việc phước đức, có lòng rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ, như vậy họ tích lũy cho tương lai, cho đời sau á, thiên đàng á, một nền tảng vững bền để nắm chắc sự sống thật mới có ý nghĩa của cuộc đời. Chúa nói rằng hãy khuyên bảo những người giàu. Thưa quý vị, tất cả chúng ta có mặt ở tại cái phòng này đều là người giàu nếu so với nước thứ ba. Những người ở bên nước thứ ba, những cái gì quý vị bỏ là những điều người ta mơ ước. Người ta mơ ước. Ở đây chúng ta là ông mục sư à, ông mục sư phải ăn bận cho nó đúng mốt chút xíu. Cà ra quát màu này đó thì ông mục sư phải ẩn cái áo sơ mi phải màu này, phải đi với cái bộ vest như vậy, phải đi với cái dài như vậy. Bữa nay ông mục sư ăn, mục sư ăn bận vậy là nó không có đúng mốt gì hết. Có problem rồi ông mục sư. Ở Mỹ mình ăn gì cũng ăn mặc phải đúng mốt, đúng màu. Nhưng mà ở những cái nước thứ ba thưa quý vị, không biết chiều nay ăn gì nữa. Không biết chiều nay mình với con mình ăn cái gì nữa. Cho nên tất cả chúng ta đều là so với những nước thứ ba, chúng ta là những cái người giàu có. Tại đây Chúa nói gì đây? Chúa nói rằng mình phải tích lũy cho tương lai mình một cái nền tảng vững chắc, phải tích lũy, phải để dành tiền cho đời sau. Chúng ta đều có một cái Chúa đều có một cái quỹ ghi hết tất cả những gì việc thiện, việc chúng ta hầu việc Chúa, dâng cho Chúa, Chúa đều ghi để của cải ở trên trời, đừng có để của cải ở dưới đất. Và nếu hôm nay đó quý vị đem một số tiền tới cái nhà đầu tư để giúp cho quý vị đầu tư tiền bạc, quý vị đem tới đó, thì thưa quý vị biết rằng tất cả những người đầu tư họ đều khuyên quý vị một điều, đó là đừng bao giờ đầu tư vô một công ty hết, đừng bao giờ đầu tư cho một lĩnh vực kinh tế hết, mình phải đầu tư cho nhiều công ty. Nếu quý vị muốn ít mất mà lời nhiều á, thì mình phải đầu tư cho nhiều công ty, mình phải đầu tư cho nhiều lĩnh vực kinh tế, thì mình mới ít mất tiền, mình mới lời nhiều. Hôm nay tôi muốn nói với quý vị về thuộc linh. Chúa cũng muốn cho chúng ta đầu tư để chúng ta được tiền ở trên trời. Chúa nói với chúng ta cũng đầu tư dựa theo điều răn lớn và mạng lệnh lớn của Chúa. Tất cả 5 lĩnh vực, 4 lĩnh vực mà buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng học qua lời Chúa dạy. Thứ nhất, mình phải dùng tiền đầu tư để bày tỏ lòng tôn thờ Chúa. Điền vào chỗ trống đó là chữ tôn thờ Chúa. Đầu tư thuộc linh. Thứ nhất, phải dùng tiền để cho thấy được lòng mình tôn thờ Chúa, yêu kính Chúa. Dâng hiến là một cái hành động thờ phượng. Chúa muốn chúng ta dùng tiền để cho thấy lòng yêu kính Chúa của chúng ta. Châm ngôn đoạn 3 nói rằng hãy lấy tài vật và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Tôn vinh Đức Giê-hô-va, làm sáng danh Chúa, thờ phượng Chúa. Chúa có cần tiền không? Dạ không, Chúa không cần tiền. Thật sự Chúa dựng ra tiền bạc trên trái đất này cho chúng ta, người ác cũng như người thiện. Chúa ban cho rất là rời rộng. Nhưng mà tại sao Chúa nói phải lấy tài sản hoa quả đầu mùa dâng cho Chúa? Tại vì thứ nhất, nhớ dâng hiến là thờ phượng Chúa. Cái dấu hiệu tôn thờ Chúa, mình là người thờ lại Chúa, mình là người yêu kính Chúa, đó là mình dâng hiến, bày tỏ dâng hiến. Chúa nói rằng của cải các con ở đâu thì là lòng các con ở đó. Chúa nói rằng mình để tiền ở chỗ nào đó thì lòng mình sẽ ở chỗ đó, mình sẽ hướng về cái chỗ đó, mình sẽ chăm chú về chỗ đó. Quý vị muốn chú tâm vào hãng Coca-Cola, quý vị đầu tiền, lấy tiền bỏ đầu tư vô hãng Coca-Cola. Rồi khi mà quý vị đầu bỏ tiền vô hãng Coca-Cola rồi, chuyện gì sẽ xảy ra? Mỗi ngày quý vị sẽ đọc báo về hãng Coca-Cola. Quý vị sẽ biết hãng Coca-Cola thành lập từ năm mấy. Hiện giờ ai là ông tổng giám đốc của hãng Coca-Cola? Văn phòng trung ương của hãng Coca-Cola đặt ở đâu?
Rồi quý vị mỗi ngày quý vị đọc, bữa nay coi stock của hãng Coca-Cola lên xuống làm sao, quý vị sẽ đọc nó mỗi ngày. Tại sao vậy? Lúc trước mình không làm cái chuyện đó mà sao giờ mình lại làm cái chuyện đó? Tại vì mình bỏ tiền mình đầu tư vô cái hãng Coca-Cola. Của ở đâu thì lòng mình sẽ chú ý vào chỗ đó. Và Chúa cũng muốn nói với tất cả chúng ta buổi sáng hôm nay, con ta muốn con để một số tiền mà ta đã ban cho con để con hướng lòng về ta, dâng cho công việc Chúa, đầu tư vào nước của Chúa. Vì Chúa của cải ở đâu thì lòng mình sẽ ở đó. Tấm lòng quý vị đang ở đâu trong giờ này? Quý vị muốn biết mình đang ở đâu đó thì quý vị thật sự có người tấm lòng mình đang ở trong cái ngôi nhà của mình, tại bỏ tiền nhiều quá để trả tiền cho căn nhà đó. Có những người lòng đang ở trong việc làm ăn của mình. Có người tấm lòng đang ở trong cái nghề nghiệp của mình. Quý vị bỏ thời gian vô cái chuyện gì mà nhiều nhất? Chi tiền, cái checkbook mình ký cho cái chuyện gì nhiều nhất? Đó là tấm lòng của quý vị đổ vào chuyện đó. Tại vì cái đó là cái quan trọng nhất đối với quý vị. Quý vị bỏ ra rất là nhiều. Cho nên lòng của mình hướng về những điều đó. Và Chúa hỏi chúng ta, và Chúa cũng muốn chúng ta, ta muốn lòng của các con đó hướng về ta, hướng về Chúa, thì dâng tiền cho Chúa. Khi dâng tiền cho Chúa, tự động là quý vị phải coi Chúa hứa gì về sự dâng hiến. Chúa nói làm sao để làm ăn thành công, coi lời của Chúa dạy như thế nào. Chúng ta bắt đầu chú ý tới Chúa, chú ý đến lời của Chúa. Và khi chúng ta hướng về thiên đàng, đầu tư vào trong nước của Chúa, lời Chúa nói rằng phải nhớ dâng một phần mười mùa màng thu hoạch hàng năm ở trong phục truyền. Đây là cách đồng bào học kính sợ Chúa suốt đời. Chúa không cần tiền, nhưng mà Chúa muốn thấy cái tấm lòng của chúng ta nói yêu Chúa được thể hiện qua sự dâng hiến phần mười. Coi chúng ta nói mình yêu Chúa mà thật sự mình có xài dâng hiến rời rộng cho công việc Chúa hay không, đối với Chúa hay không. Tôi đang thờ lại cái gì? Cái gì là số một trong cuộc đời của tôi? Qua sự dâng hiến cho tôi biết cái điều đó. Và tôi cũng kể quý vị nghe rất là nhiều lần cuộc đời của tôi về vấn đề dâng hiến. Hồi mà cỡ tôi nhớ 8-10 tuổi, nhà tôi rất là gần nhà thờ, đi bộ không ạ, bên Việt Nam. Má tôi mỗi Chủ nhật, nè bữa nay má cho con 5 đồng nhớ đi dâng cho Chúa, còn 10 đồng đi ra mua gói xôi ăn, nhớ 5 đồng dâng cho Chúa. Và tôi ra phía trước nhà bán xôi, mình mua 10 đồng cái gói xôi, rồi tôi đi bộ tới nhà thờ học trường Chủ nhật, rồi tới lấy 5 đồng đó đem dâng cho Chúa. Sau đó thì gói xôi nó tăng lên 20 đồng. Má tôi mới cho tôi 20 đồng, đây 20 đồng con đi ra mua xôi ăn, 10 đồng đem dâng cho Chúa. Rồi tôi cũng 20 đồng mua gói xôi, 10 đồng đi tới nhà thờ học trường Chủ nhật dâng cho Chúa. Tôi không có lấy 10 đồng đi mua xôi, tới tiền của Chúa. Rồi sau này lớn lên ở Việt Nam sau năm 75 bắt đầu khó khăn, rồi chạy xe đạp ôm kiếm tiền. Thì có ngày tôi được 70 đồng thì tôi để 7 đồng riêng ra cho Chúa. Có ngày được 80 đồng, tôi để 8 đồng đó riêng cho Chúa. Thật sự cũng có ngày được 100 đồng, mình để 10 đồng cho Chúa. Rồi tới ngày Chủ nhật gom hết cái số tiền đó đem tới nhà thờ dâng cho Chúa. Khi mà tị nạn qua tới bên đảo tị nạn thì có lúc anh em tôi gửi cho 30 đồng xài. Tôi lấy 3 đồng để riêng qua một bên, Chủ nhật đem dâng cho Chúa. Và khi tới đất nước Mỹ này, những ngày đầu tiên tôi nhớ lúc tôi tới đây năm 86, mỗi một giờ minimum quê là 4 đồng 25 một giờ. Có tuần tôi làm được 160 đồng, tôi để riêng 17 đồng đó riêng cho Chúa. Tới Chủ nhật mình đem dâng lên cho Chúa. Có ngày vui, ông chủ nói bữa nay mình làm overtime thứ bảy, tiền tăng lên 1.5,
Có ngày đó lãnh 200 mấy, từng lãnh 200 mấy, mình cũng để 250, dành bỏ 25 đồng bên, rồi đem tới nhà thờ Chủ nhật mình nhóm dâng 25 đồng cho Chúa. Rồi khi đi nhà thờ bắt đầu học trường Kinh Thánh, có những làm bạc tham, có tháng được 25 đồng, tôi để 25 đồng qua một bên, tới dâng cho Chúa. Và một cái điều rất là lạ, tôi chỉ đức tin đơn sơ thôi, quý vị không đức tin kêu gì, Chúa nói gì mình cứ làm vậy đi, rồi mình coi. Nhưng mà quý vị biết rằng Chúa nói Chúa đổ các phước trên trời xuống cho các ngươi không chỗ chứa chăng? Đúng, thật là đúng như vậy. Không những mà mình đầy đủ nhu cầu vật chất, mà mình còn giúp cho người nghèo khó, mình yêu thương người nghèo khó, mình hầu việc Chúa. Đây có rất là nhiều người giúp đỡ cho tôi ở trong cái sự hầu việc Chúa tại đây. Đời sống rất là ý nghĩa, rất là vui thỏa khi mà mình dâng hiến cho Chúa. Một cái điều rõ, dâng hiến cho Chúa tập cho tôi cái tánh không có ích kỷ, phải biết thương người. Nói chuyện rất là đơn giản, phải biết thương người, thấy người ta khổ, mình phải biết tiết kiệm tiền, mình phải giúp đỡ cho những cái người nghèo khó đó, nhất là cho ở trong công việc Chúa. Và ngay cả tiền học trong trường Kinh Thánh, và 1-2 năm sau cũng trả bứt hết trơn, tất cả mọi thứ giải quyết hết. Chúa hứa rằng Chúa sẽ đổ phước, ban phước cho chúng ta bội phần khi chúng ta trung tín trong sự dâng hiến 1/10. Thứ nhất, Chúa muốn chúng ta dùng tiền để bày tỏ lòng yêu kính Chúa qua sự dâng hiến. Thứ nhì, chúng ta cần phải dùng tiền để xây đắp mối thông công. Chúng ta cần phải dùng tiền để xây đắp tình thân trong gia đình Chúa, để xây đắp mối thông công ở trong hội thánh của Chúa, ở trong gia đình của Ngài. Khi tôi thấy con của tôi, mỗi lần mà nó chơi, mà nó biết chia sẻ cho những cái đứa trẻ khác đó, thì tôi rất là vui. Khi nó biết chia sẻ đồ chơi của nó không có giành giật của mấy đứa khác, nó biết chia sẻ. Và Đức Chúa Trời cũng như vậy, Chúa ở trên trời nhìn xuống thấy con cái của Ngài biết chia sẻ với nhau, yêu thương với nhau. Lời Chúa trong Roma chương thứ 12 câu 13 nói như thế này: hãy cung ứng nhu cầu cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách. Của ở đâu, lòng ở đó. Khi quý vị dâng hiến cho Chúa, lòng quý vị dành gần Chúa, hướng về Chúa. Khi mà mình đối với người, với nhau, mình bao anh em mình ăn, và mời anh em mình tới nhà ăn, mình dùng tiền mình cho chuyện ăn uống, mời anh em bạn bè mình tới, thì tự nhiên mình tạo tình thân, mình gần gũi với những anh em mình ở trong hội thánh của Chúa. Quý vị sẽ có những người bạn thân ở trong Chúa, và Chúa muốn chúng ta đầu tư cho mối thông công, tình anh chị em ở trong gia đình của Chúa. Điều này để khích lệ quý vị, có quý vị mời một tín hữu đi ăn trưa với nhau, đó là mình tạo cái mối thông công với nhau, với anh em mình với nhau. Quý vị đi thăm viếng người bệnh, nấu ăn cho người bệnh, quý vị mang tới cho người đó. Thưa quý vị đang gửi tiền vào quỹ thông công trên trời, ở công đường, gia đình của Chúa. Quý vị giữ baby sick cho một tín hữu, vì có người đó đang bận một cái chuyện gì đó họ phải làm. Đó là quý vị đang đầu tư cho mối thông công của nước Chúa. Khi quý vị mở cửa nhà mình, quý vị phải chi một cái số tiền nào đó để cho có nhóm nhỏ ở trong nhà mình. Quý vị nấu đồ ăn đem đến cho nhóm nhỏ thông công với nhau, có bữa ăn vui chung với nhau. Đó là quý vị đang đầu tư vào cái quỹ thông công trên trời của gia đình của Chúa. Khi quý vị mua sách, mua một quyển từ điển thánh kinh tặng cho một vị mục sư nghèo, một tín hữu nghèo ở Việt Nam. Khi quý vị giúp cho một học sinh nghèo, con cái của Chúa nghèo đang gặp khó khăn, giống như là quý vị đang giúp trong ban khuyến học ở tại đây, quý vị đang đầu tư vào cái quỹ thông công trên trời trong gia đình của Chúa. Chúng ta chăm lo nhau trong thân thể của Đấng Christ. Lời Chúa nói rằng trong Hebrews chương 10 câu 24, chúng ta cùng nhau đọc chung. Xin mời quý bên nữ đọc chung câu này.
khi mà yêu thương nhau, khi mà khích lệ nhau, thưa quý vị, lắm lúc phải tốn tiền. Phải không? Thực tế vậy, mình nói mình yêu thương, mình có thể cho mà không thương, mà không thể nào thương mà không cho. À, khi mà nói thương nhau, khi mà nói chuyện khích lệ nhau, lắm lúc mình phải tốn tiền. À, quý vị đang đầu tư cái quỹ thông công về gia đình Chúa ở trên trời. À, thứ ba, Chúa muốn chúng ta dùng tiền để nâng cao đời sống tâm linh. Có lẽ điều này hơi lạ quý vị, tôi sẽ cắt nghĩa. Ý là Chúa muốn mình dùng tiền bạc để nâng cao đời sống thuộc linh của mình. Để tăng trưởng, chúng ta phải làm sao cho đời sống, quý vị đầu tư, quý vị có đầu tư cho cái đời sống thuộc linh mình càng lớn lên trong Chúa hay không? À, đầu tư làm sao để biết được cái công tác Chúa giao cho mình khi còn sống ở trên đời này mình cần phải làm, à, hoàn thành hay không? Một trong những lĩnh vực mà Chúa muốn chúng ta khi còn sống ở trên đời này, đó là Chúa muốn chúng ta phát triển những tính tình tốt, những tính tình giống như Chúa Giê-xu phải được phát triển, những tính tình xấu phải ngưng lại, phải chặn đứng lại. Và chúng ta phải có những tánh tình tốt giống như Chúa Giê-xu. Khi mà quý vị vào thiên đàng đó, khi mà chúng ta chết, Chúa tước rước mình lên thiên đàng, lên trời rồi thiên đàng đó, thưa quý vị, mình không mang cái gì vật chất theo được hết. Cái chiếc xe mình thương cách mấy, không có mang được. Cái nhà của mình không có mang được lên thiên đàng. Chỉ có cái tánh tình của mình đó, phẩm tính của mình đó, mới mang vô thiên đàng thôi. Lời Chúa dạy trong Corinto nhất chương thứ 13, tình yêu thương còn lại đời đời. Tình yêu thương là gì? Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi. Mấy cái đó là cái gì vậy? Phải tánh tình không? Phải không? Tánh tình, phẩm tính của mình. Và những cái đó đó là những cái điều mình phải tập. Mình phải tập mình mới có được những cái tánh tình đó. Tình yêu thương chẳng nóng giận. Mình thì tánh nóng lắm. Nhưng mà Chúa nói là phải. Sao? Mình phải tập sao? Mệt. Tánh nóng mình phải control, mình phải điều khiển. Cái tánh nóng của mình. Không có cho nó bộc lộ ra làm tổn thương người khác. Tổn thương tình cảm gia đình của mình với nhau. À, mình được nóng nhưng mà mình phải biết giữ cái cánh nóng. Quý vị phải tập luyện cái cánh đó. Tánh đó. Nó cần phải có sự tự chủ, có Chúa Thánh Linh khi mình còn sống ở trên đời này. À, nhân tiện đây cũng để nhắc cho chúng ta nhớ. À, bớt tiêu xài lại. Bớt tiêu xài về vật chất lại. À, nhưng mà mình tập mua sách vở, à, để cho mình đọc biết thêm về tu bổ, dạy mình về đời sống đạo đức tin kính Chúa. À, chúng ta biết, à, lời Chúa còn lại đời đời. Quý vị muốn còn những chuyện còn lại đời đời ảnh hưởng qua tới nước của Chúa đó, quý vị phải có những cái quyển ngoài quyển Kinh Thánh, mình cần phải có những cái quyển sách khác liên quan tới Kinh Thánh mà mình cần phải có. À, thí dụ từ điển Kinh Thánh mình cần phải có. À, quyển Thánh Kinh Thông Lãm mà giúp cho mình biết toàn quyển quyển Kinh Thánh. À, Thánh Kinh Từ Điển, à, nhiều quyển mà mình cần phải có, mình cần phải đọc để trao dồi về trí thức, về biết về Chúa, điều Chúa muốn. Lời Chúa trong Châm Ngôn nói rằng gì? Hãy mua chân lý, sự khôn ngoan, hãy mua lời khuyên dạy, hãy mua sự thông sáng. Tại sao vậy? Nếu mà tôi hỏi quý vị đang tìm việc làm, quý vị nghĩ mình mua khôn ngoan hay là mình nên cần có tiền? Thôi mình đang thiếu tiền mục sư, thôi mình cần tiền trước đi. À, mình có tiền trước đi. À, rồi sau có tiền rồi mình mới từ từ mua khôn ngoan. Nhưng mà chúng ta, thưa quý vị, Chúa nói rằng cái điều khôn ngoan là cái điều quan trọng nhất. Cái điều khôn ngoan là cái điều Chúa làm việc ở trong cuộc đời của mình. Chọn mua khôn ngoan, chọn mua lời giáo huấn, chọn mua sự sáng suốt, không bao giờ hối tiếc. Vì những điều đó giúp cho cuộc đời chúng ta càng tươi đẹp, càng được sự đổi mới. Chúng ta được thay đổi, chúng ta được đổi mới
khi mà chúng ta ở trong sinh hoạt trong nhóm nhỏ, khi chúng ta cùng học kinh thánh với nhau, Chúa đang làm việc khi mà chúng ta cùng ngồi với nhau học kinh thánh, học lời của Chúa. Và điểm thứ tư, điểm cuối cùng, Chúa muốn chúng ta dùng tiền để đẩy mạnh việc truyền giáo. Chúa muốn chúng ta dùng tiền bạc để đẩy mạnh việc truyền giáo. Chúng ta dùng tiền giúp cho người khác biết đến Chúa. Chúng ta dùng tiền để mang người khác đến cho Chúa. Không có gì xài tiền cho giá trị cho bằng giúp cho một người được cứu rỗi. Đó là giá trị đời đời, giá trị bền lâu. Quý vị có giúp ai được lên thiên đàng không? Quý vị có nhờ một người nào sẽ lên, quý vị lên thiên đàng sẽ gặp một người sẽ tạ ơn Chúa, họ cảm ơn quý vị vì nhờ quý vị đã tặng cho họ một cái quyển sách, tặng cho họ một cái CD bài giảng mà họ được lên thiên đàng ngày hôm nay. Hoặc là quý vị có bảo trợ một giáo sĩ, giúp cho một giáo sĩ nào không? Đó là chúng ta dùng tiền để đẩy mạnh việc truyền giáo. Hãy nghĩ đến điều này. Những tiền bạc chúng ta trên trần gian này, chúng ta sống đây chỉ 60 năm, 70 năm, 90 năm hoặc 100 năm. Mỗi một ngày mình sống đây càng lớn tuổi đó, thì quý vị càng xa đi cái số tiền ở dưới trần gian này. Nhưng mà nếu quý vị có để tiền ở trên trời đó, đầu tư vào trong nước của Chúa, đầu tư cho việc truyền giáo đó, thì mỗi một càng lớn tuổi đó, quý vị xa cái số tiền mình đang có trần gian này, nhưng mà quý vị gần cái số tiền ở trên trời. Ngài Chúa tiếp rước mình vào ở trong nước của Chúa, tiền mình sẽ vui hưởng một cái, những cái số tiền mình đã đầu tư vào nước của Chúa. Lợi ích nhất, dùng tiền của mình để giúp cho người khác được cứu rỗi, có đời sống mới. Thể xác, thân xác chúng ta sống nhờ cơm, nhờ gạo, nhưng mà đời sống có ý nghĩa khi chúng ta ban cho, khi chúng ta dâng hiến. Câu kinh thánh cuối cùng ở trong bài giảng này, câu kinh thánh chót trong Côrintô thứ 2 đoạn 9 câu 13, quý vị coi sứ đồ Phao-lô nói với các anh em tín hữu ở tại thành Côrintô như thế này về sự rời rộng, ông khuyên rời rộng dâng hiến của họ. Về sự trợ giúp này không những đáp ứng nhu cầu của các thánh đồ, ông đi để lạc quyên kêu các hội thánh ở tại vùng Hy Lạp dâng hiến một số tiền để giúp một số còn đang đói ở tại tín đồ ở tại Jerusalem. Sự trợ giúp này không những đáp ứng nhu cầu của các thánh đồ là những người tin Chúa để giúp cho những con cái Chúa, mà còn khiến nhiều người cảm tạ Đức Chúa Trời nữa. Có nghĩa là những người chưa tin Chúa mà họ cũng giúp luôn. Hôm qua đó họ giúp luôn trong cái cảnh đói khổ. Việc trợ giúp này là bằng chứng để họ tôn vinh Đức Chúa Trời vì sự vâng phục tin lành của Đấng Christ mà anh em đã bày tỏ. Vì có những tín hữu này yêu mến Chúa, vâng lời Chúa, bày tỏ ra cái chuyện gì? Sự trợ giúp rộng rãi, họ dâng hiến một cách rời rộng, rộng rãi và của anh em đối với họ và đối với mọi người. Mỗi chúng ta là một vị quản gia ở trước mặt Chúa. Tiền thật sự không phải của chúng ta. Chúa giao cho chúng ta. Sự sống của con người không tốt tại của cải mình dư dật đâu. Và Chúa muốn nhắc nhở mỗi chúng ta khi sống trên đời này, hãy dùng một số tiền để bày tỏ lòng tôn thờ Chúa. Dùng một số tiền để xây đắp tình thân của gia đình Chúa trong hội thánh. Dùng một số tiền để nâng cao cái đời sống tâm linh của mình. Dùng một số tiền để đẩy mạnh việc truyền giáo. Để một ngày kia chúng ta vào trong cõi đời đời, chúng ta vui hưởng với những gì chúng ta đã đầu tư trong cõi đời đời mà Chúa đã dành sẵn cho chúng ta. Giờ này chúng ta cùng đứng lên hướng lòng mình về Chúa. Chúng ta cùng hướng lòng mình về Chúa. Kính lạy Chúa Giêsu yêu quý của chúng con. Qua lời Chúa buổi sáng hôm nay, chúng con thấy thật là kỳ diệu, thật là lạ lùng Chúa bày tỏ cho chúng con những điều
khỏi bẫy của tiền bạc mà ma quỷ dùng để lôi kéo chúng con xa Ngài. Con cầu xin Chúa cho chúng con tại đây tin cậy Chúa với số tiền mà chúng con có. Chúng con muốn tỏ lòng yêu kính Chúa qua sự dâng hiến phần mười. Chúng con cầu xin Chúa cho chúng con dùng tiền để xây đắp mối thông công với nhau trong gia đình của Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết khôn ngoan, chọn khôn ngoan, chọn lời khuyên dạy, biết mua những sách báo hữu ích để chúng con trao dồi đời sống thuộc linh của chúng con. Con nguyện Chúa cho chúng con nhớ tới nhiều người đang cần có được hy vọng trong Chúa, nhiều người đang cần được sự cứu rỗi. Xin cho chúng con cũng với tấm lòng rời rộng dâng hiến để việc rao giảng tin mừng của Chúa được đẩy mạnh giữa, đặc biệt giữa đồng bào Việt Nam của chúng con ở trong khu vực này và không những toàn thế giới. Chúng con nguyện xin ý muốn của Chúa được nên. Chúng con muốn dâng cuộc đời chúng con cho Ngài và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cùng dâng lên cho Chúa lời cầu nguyện mà Chúa đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Nguyện xin tình yêu đời đời từ nơi Đức Chúa Cha, ân sủng vô biên từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh ở với Hội Thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho quý vị. Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương.